Em à, hàng sắp chuyển về rồi. Bị dị ứng á? Sao lại có chuyện như thế được? Khách hàng của bên em à? Thế gửi ảnh cho chị xem nhá. Cậu ơi, có chuyện rồi đấy. Chuyện gì? Khách hàng ở bên đại lý của tớ nói là dùng mỹ phẩm bị dị ứng, nổi mẩn đỏ đầy mặt. Toàn cái lũ làm tiền cào mặt ăn vạ mà. Kệ thôi đi. Quay, cậu nhìn hình đây này. Nhìn cái này ai dám bảo là không tin? Thì tuần đầu tiên sử dụng mỹ phẩm bao giờ cũng có phản ứng phụ. Cứ sau một tuần sẽ có hiệu quả, bảo chúng nó thế nhé. Lần trước mấy người bạn mẹ của tớ nói dùng mỹ phẩm của cậu cũng bị dị ứng đấy. Này, cậu có giấu tớ cái gì không đấy? Này, tăng sản lượng lên nhá. Có tiền đổ vào rồi sợ cái gì nữa? Liều lượng à? Thì cũng tăng lên tí tí. Đã bảo không sợ là không sợ, để nó đỡ vào chi phí, hiểu chưa? Có gì anh chịu. Cậu dở hơi à? Tớ làm ăn luôn đặt uy tín lên hàng đầu. Từ trước đến giờ có vấn đề gì đâu. Cho đến khi mình có thương hiệu một chút, chúng nó bắt đầu nhảy vào dựng chuyện để kiếm một tí mà.